được ra đời dưới sự hợp tác của Pháp và Italia. Tàu khu trục Horizon được xem là một trong những con át chủ bài của hải quân hai nước trên đại dương. Nhiều tài liệu xếp Horizon vào loại tàu khu trục hộ vệ tên lửa, nhưng cũng có nguồn khác lại xếp nó vào loại khinh hạm làm nhiệm vụ phòng không. Horizon có độ giãn nước tối đa 7.000 tấn, với chiều dài 152m, rộng 20m, cùng thủy thủ đoàn trên 200 người. Tàu đạt tốc độ tối đa 54 km/h và tầm hoạt động 11.000 km. Hệ thống radar của tàu bao gồm cả loại mảng pha quét thụ động S-1850M và mảng pha quét chủ động Samson, có thể theo dõi cùng lúc hàng trăm mục tiêu từ khoảng cách tới 400 km. Vũ khí là thứ đáng nể nhất trên Horizon. Cụ thể, tàu được trang bị hệ thống phòng không và quản lý tác chiến PAAMS, 48 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 8 tên lửa chống hạm, 2 hoặc 3 pháo 76mm cùng với 2 pháo 80mm hoặc 20mm và một trực thăng đa nhiệm cỡ lớn. Cả phiên bản của Pháp và Italia đều sử dụng cùng một hệ thống chống ngầm, bao gồm các ngư lôi MU-90 với cơ số dự phòng tối đa 24 quả.